Hôm nay mình sẽ dắt bà con về cái vùng quê mà chúng ta đi bắt cá đi. Chứ giờ cắt tóc hoài mệt quá trời, bắt cá đi, chuẩn bị về quê rồi. Vậy trước khi vào vấn đề bắt cá rồi, chúng ta xe tải ra đây, xe tải ra xuống bà. Các bạn biết đây là cái bến phà Châu Giang, gọi là bến phà Châu Đốc chứ quên rồi. Đây là đang qua phà đây. Ở đây là khung cảnh ở dưới phà, khung cảnh miền quê rất là yên bình. Bạn thấy con bé này ha, đi học về lợi dụng cái cơ hội mà xuống phà, qua phà để mà điện cho gấu mèo gấu chó gì đây đấy. Đây là những cái từ nữa quên là gọi là những cái mùng, những cái mùng, cái dèo cũng được, người ta nuôi cá lóc, cá trê, cá tra, cá nàng hai gì đó, người ta ụt cá giống ha. Mang khứa mình đó làm gì mò mò dưới rồi để đi qua mình quan sát mà nó thử coi. Đây là ở dưới đồng các bạn, dưới ruộng ha, rất là mát mẻ, rất là thoáng mát đây. Ba tên đang lủi củi lọ mọ dưới này làm gì. Đây là cái này ta gọi là cái diện nuôi trứng nước các bạn. Anh em thành phố không biết đâu, có quê biết rồi. Cái gì dốc đây này, cái gì nghe nên cá mà cầm tay hả, dốc không nổi ơi. Nó thiệt, trời thấy rõ ràng hả, thiệt luôn, cá bự à. Cái này người ta đang xiệt nè, diện người ta nuôi trứng nước, người ta thả cá xuống nha bà con. Tùy cá gì thả không được, chúng ta thả xuống đi rồi nó ăn rong rêu hay là này kia đó, bỏ thí ra đi tới để càng lâu nó càng lớn nè, không có gì, mình không cần phải tốn khoản thức ăn đó. Một người xiết và hai người bắt cá gì, quay lại đây. Nàng hai, đây là nàng hai bến nghé. Được rồi, thấy rồi đại ca, thấy rồi đại ca đó. Good thêm một tên nữa. Cá nàng hai này các bạn biết nó xương kinh khủng á, càng lớn em mới được, còn nhỏ hả? Cá kinh khủng mà nhỏ thôi bỏ luôn đi, mà nó có một cái tính chất là rất là dai nên chả nàng hai là rất là tuyệt vời. Các bạn vô nhà hàng các bạn thấy tao nói chả thác lát, xin lỗi nói mẹ bà, giờ thác lát thời buổi giờ đâu làm gì, những năm 90 thác lát đâu ra. Do cái âm thanh này mình quay trực tiếp nên các bạn sẽ thấy đó là nó sầm hết các bạn. Có thể là mình sẽ không rõ. Rồi, ba tên này đã mỏi ha. Rồi, tiếp tục đây. Đây vẫn là ba anh chàng không thay đổi số phận á. Ba anh ta đang rỉ mò dưới ao để mà bắt những con cá đồng. Xin lỗi nói ha, cá đồng đâu, cái này cá nuôi. Nhưng mà nó ngon lắm. Có mấy cửa đang núp ở trên cái chài đang nhậu ha. Đây các bạn thấy cái khung cảnh ở miền quê nó rất là thân thiện và nó rất là ngọt ngào. Cá gì? Cá trê. Chết rồi, đây là cá trê. Đặc biệt là cá trê trắng ha. Cũng xin lỗi mấy anh chị thành phố luôn, cái trê trắng có một số người không biết đâu. Mình nói đây là sự thật ha, tại vì thời buổi giờ nó hơi bị ít á. Ăn nó rất là dai ha, tầm cỡ tuổi ông ba mình cỡ 60 đó ha. Thì ăn nó mà mắc dẻ mắc cắt trước không rồi chứ. Dẻ hồi rồi nhai cục tới chiều. Làm cho tới hồ à. Rồi xiệt gì dữ à. Chạy mày. Chạy đâu? Mẹ bà đã lọt vào đây rồi mà chạy đâu cho thoát. Ngoan ngoãn thì nằm im và khi mà gặp điện thì trăng mình ra chịu trận đi. Còn đỡ ha. Đây rất là náo nhiệt, khung cảnh rất là bừa bộn, đặc biệt là rất là ồn ào với những cái tiếng máy rút nước. Và đây là đôi dép tổ ong huyền thoại. Đây chính là mình. Cuộc tình mình đã đến lúc vỡ tan người ơi, vì từng lời yêu em trao giang dối mà thôi. Ngày xưa đó anh đã yêu em thật nhiều, khóc cho em thật nhiều, vậy mà em đã không gìn giữ. Tình là giọt nước rớt xuống vỡ tan thật mau, tình là hạt mưa trên cao rơi xuống vực sâu. Dù cố gắng ta cũng không sao tìm được những yêu thương ngày nào, và lời yêu giờ đây còn đâu. Nắng quá, lâu lâu mình là sáng một chút vậy thôi. Anh chị em cô bác nào các bạn biết, nếu mà sinh ra là lớn lên ở thành phố Sài Gòn hay là những nói chung là ở phố đi, gặp những cái cảnh này khi mà có bà con gì đó ở quê, bạn bè gì đó ha, về mà gặp cảnh này mà được lội xuống mà bắt, tao nói rất là tuyệt vời. Không có gì mà tuyệt vời hơn vì mình xuống sông mà xuống ao như thế này bắt cá rất là vui.
thì đặc biệt khung cảnh này chỉ có ở vùng quê yên bình thôi. Cá rất là nhiều ha, do nuôi trong ao. Còn ở ngoài bây giờ thiên nhiên thì hơi bị hiếm rồi, ngoài thiên nhiên không có cảnh này đâu, chỉ có những lúc mà nhỏ thôi, hết rồi. Đây các bạn, một số người biết và một số người không. Đây một con cá hồ à, không phải cười ha. Anh đây tay nó dùng hai tay anh bợ cá hồ à. Tiếp tục anh này thêm một con cá rộng, có nghĩa là cá hồ ha. Cá hồ gần nút chân anh ta rồi, quá nguy hiểm đi à, nguy hiểm quá anh ơi. Rất là vui và náo nhiệt, các bạn thấy rất là rõ ha. Đấy, sau khi chúng ta xịt cho chích điện một hồi, đây là sản phẩm cho tôi thu hoạch được đây. Rất là nhiều loại ha. Cá nàng hai, cá rô phi, cá trê trắng, cá gì nữa, cá lau kiến, cá hô, cá sạc, cái gì nữa không? Ây da, à, đâm ha, đâm chết, nó nó. Và tại cá trê trắng này mà anh đang về quê đi, nhưng mà ngoài chợ không có đâu, trừ khi những gặp dịp này thôi. À, mình sẽ bắt mấy cá này đó, mình sẽ nướng, nướng kia bằng nướng lèo đấy. Rồi chúng ta sẽ làm một chén nước mắm chua ha, rồi rau sống các loại. À, đặc biệt sẽ uống với rượu, à, rượu đế đấy. Thì khi mà tao uống nửa ly, tao sẽ gấp một miếng, tao kèm thêm một miếng rau, tao chấm nước chấm và sau đó chúng ta tắt. Bác sĩ lại hỏi sao khám sao tắt, tại vì ngon quá tắt. Đây, à, giờ anh ta đã được lên lò lên dĩ, để cách trắng. Rất là dai, thịt rất là thơm ngọt. À, trả lời vấn đề bác sĩ ha, khá không được. Đấy, bưng lên tiếp tục nữa rồi. Sản phẩm quá nhiều luôn. Vẫn là những loại chúng ta vừa gấp. Rất là tươi xanh, như những em tươi xanh. Rồi, à, gần hết clip rồi. Chút sẽ các bạn sẽ thấy cái cảnh mà chúng ta ăn nhậu. Cái này cũng là nhóc mình đó các bạn. Nhưng mà hai anh em không ạ? Kêu bằng hai anh em cho nó hòa đồng, thân thiện nhau. Chúng ta sẽ xem hàng này nó cuộc đối thoại nó như thế nào đây. Rồi làm chơi lại đi. Chơi chơi đâu? Dạ anh chơi đây. Thơm. Giờ Thơm anh miếng đi mua đồ cho nè. Mua gì? Miếng. Thơm đi. Thử tới bên đây, thử tới. Thơm thử tới vô coi. Không tin. Thơm thử tới vô. Bên đây nữa. Không tin. Bên đây nữa gần bò. Nhìn ra. Giỡn hai em hả? Bị phát hiện. Dặn tiếp. Tiếp được dặn. Đây, vô. Vô anh chính đây. Các bạn thấy cái... sau khi chúng ta thu hoạch thì chúng ta phải chén chiến lợi phẩm của nó chứ. Còn gì bằng cánh này ha, cánh này dùng quê ngã quá ngon luôn. Đây người áo trắng này là ông thầy của mình, mình có được ngày hôm nay là nhà ông thầy của mình, mình học duy nhất một người thầy. Mẹ bà hai mày ăn nhậu cho no xây cơm no đủ xây rồi vậy mình bắt gì hả mày? Bắt chứ, ngu dưỡng bắt thầy cho bắt chứ, bắt về cho bố mẹ ăn chứ. Rất là tuyệt vời. Quay em. Đây, qua đây. Rồi quất. Đây các bạn thấy những giây phút vừa qua, những cái khung cảnh bắt cá, xịt cá rất là thân thiện. Ở một vùng quê yên bình và yên ngã. Nó yên bình yên ngã cho nó sang chảnh xíu thực chất nó buồn thấy bà nội. Nhưng mà rất rất là vui. Thật chất mà nói là một lần nữa như anh em bà con cô chú bác nào mà sống phong phố từ nhỏ đến giờ đó. Mẹ bà gửi điện thoại luôn. Khi mà các bạn biết khi mà được về quê đó mà gặp được những cảnh này mà bay xuống mà bắt như thế, tận tay bắt như vậy nữa thì các bạn sẽ biết cảm giác nó như thế nào. Cảm giác nó tơ rần. Cảm giác nó sương lam, nó rất là hào phóng, cảm giác nó cực kỳ. Và đặc biệt khi các bạn vừa thấy những giây phút vừa qua đó, khi mà xong rồi chúng ta bay lên nướng cho bạn nướng lèo, cái chơi đó nướng lèo đấy, chúng ta sẽ sử dụng chiến lợi phẩm mà chúng ta đã thu được. À, uống với mà bữa đó thầy uống bia, mẹ bà đó uống với rượu đế, rượu trắng, rượu đế cũng là một đó. Ai có nách các bạn thử đây, các bạn ai cũng có nách, chứ dở nách là mà coi thử có nó nhất. Kêu là nhất nách đó, nhậu nhất nách Kinh Lâm rất là ngon. Xin lỗi cái ha, nhà hàng nhà hàng có thiệt, sang chảnh có thiệt, nhưng mà về cái độ mà vui, về cái độ mà phong phú đó, thì nép qua cho anh nhờ. Thì một cái video này, clip này các bạn có thấy hoàn toàn không liên quan gì tóc hết. Lâu lâu có dịp về quê và tận hưởng không khí như vậy thôi. Rồi tuần sau bắt đầu mình chính thức về quê rồi. Đây nội trong tuần này chứ. Chính thức về quê rồi. Làm luôn. Thì những khung cảnh đó nó sẽ lấy hẹn quay.
thì cũng gửi đến mọi người một clip xem như là vui chơi hay là xả stress thôi sau những khi mà chúng ta tiếp xúc tóc quá nhiều đi. Thì không biết nói gì rồi. Thì anh chị em nào mà biết nhậu á, nếu mà có dịp đến mình trong lúc dùng khỏe ha, chắc đa số chắc mệt quá, tại vì nghe nói nhậu nó mệt, mệt người giống như ai phan hoài vàng vô ngực vậy đó. Các bạn thường thường bây giờ ai mà cầm vàng kim cương mà liễn vô ngực các bạn mới chịu không? Khoái lắm. Ai đủ nhậu như phan vàng vô ngực mình đó. Không mà chắc mệt hoài. Thì bà sẽ làm những cái món đồng quê chân chất như vậy để đã em dẹp với một bữa tiệc rất là đơn giản. Và đặc biệt khung cảnh đó phải ở ngoài đồng. Nhậu ngoài đồng trăng thanh gió mát là nói trời ơi nhậu tới chàng vàng mũi khiên về nhà khỏi chạy xe. Rồi hết rồi. Không biết nói gì rồi. Nãy giờ xin là lâu quá nhiều rồi. Mấy chúc bà con có một có những cái tháng cuối năm rất tuyệt vời, luôn là may mắn thành công trường khó. Rồi ai muốn bắt cá bắt thì tự nuôi hầm bắt ha, chứ thì nhiên có đâu bắt. Rồi biết nói gì này là thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tóc cực kỳ hấp dẫn. Đăng ký kênh để xem những video clip mới nhất, sớm nhất có thể các bạn. Rồi một lần nữa chúc mọi người có những giây phút thật là tuyệt vời trong cuộc sống hiện tại và tương lai. Xin chào. Yeah.